Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Nguyễn Như Anh đây. Tiếp tục chương trình mỗi tuần một video đăng lên kênh YouTube chính chủ của mình. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn một câu chuyện của một người em của mình. Đó là một người em, này cũng không phải là ruột thịt gì của mình gì cả. Chỉ là một người ngoài thôi. Em đã nhắn tin với mình và nói chuyện với mình một hồi cũng rất là lâu về hoàn cảnh của em ấy, gia đình của em ấy và cái công việc của em ấy. Thì mình chợt nhận ra một điều, đó là em là rất là giỏi, một người cực kỳ giỏi các bạn ạ. Một người rất là đầy nghị lực trong người. Mặc dù chúng ta có thể nói chuyện được rất với nhau cũng rất là bình thường, chúng ta có thể làm được nhiều hoạt động cũng rất là bình thường. Chúng ta gần như là cái vấn đề mà đơn giản nhất là vấn đề mà chạy bộ, thì chúng ta hầu như tất cả chúng ta ai cũng có thể làm được cái điều đó, nó quá là bình thường. Nhưng mà em này em ấy không làm được những cái điều đơn giản nhất là như thế. Kể cả nói cũng rất khó để mà có thể mà nghe được. Mình lúc đầu mình không biết, mình gọi video với em ấy nhưng mà em ấy cũng tắt đi luôn. Mình không biết lý do tại sao, nhưng mà sau khi nhắn tin một hồi thì mình nhận ra rằng đó là mình biết ra là em này em ấy bị gọi là bị khuyết một số cái chức năng, nó là như thế. Ngay cả cái vấn đề mà đi lại bình thường luôn em ấy cũng rất khó các bạn ạ. Cái việc mà nói được một cái câu gì đó mà nó hoàn chỉnh dường như nó rất khó với em này. Nhưng em này nó khác với hoàn toàn những cái người mà mình gặp. Đó là em này ý chí cực kỳ cao. Mặc dù gia đình em ấy nó hoàn cảnh như thế, đúng không? Cái cuộc sống nó trao cho em ấy những cái món quà nó chưa được tốt đẹp như thế, nhưng mà em ấy rất là nỗ lực, rất là cố gắng làm việc tới 1-2 giờ sáng mà mình vẫn thấy em ấy online để làm việc. Em ấy học về đầu tư, rồi là học về kinh doanh, học về đó là đội nhóm, học về giúp đỡ những cái bạn mà cũng khuyết tật như thế. Thế thì mình chợt nhận ra đó là cuộc đời này không phải là chúng ta không làm được những cái điều như thế. Những cái điều mà tưởng chừng như đơn giản là có thể là kiếm được một cái nguồn thu nhập cao hơn, tìm một công việc tốt hơn, hoặc là chúng ta có thể đạt một cái bằng giỏi đi, hoặc là bằng khá trong nhà trường, hoặc bất kỳ công việc gì khác, chúng ta đều có thể làm được. Nhưng mà chúng ta dường như là chúng ta suy nghĩ là chúng ta không làm được, cho nên là chúng ta hành động theo cái cách đó là chúng ta cũng không làm được luôn. Còn em ấy chả có một cái thứ gì cả. Chỉ có cái mà trọn vẹn nhất có lẽ là chắc là nhắn tin. Mặc dù em ấy nhắn cũng không được nhanh, nhưng mà tin nhắn vẫn rất là đầy đủ, rất là rõ ràng, chả sai lỗi chính tả gì cả. Có lẽ đối với mình nhìn thấy đấy là cái điểm mà tuyệt vời, rất là tuyệt vời nhất. Mà đối với tất cả chúng ta thì gần như cái điều đó là điều rất là bình thường, đúng không? Nhưng mà đối với em ấy đó là một cái việc rất là khó khăn rồi. Thế thì chúng ta có bao giờ mà suy ngẫm lại đó là trong cái cuộc đời mình nó rất là nhiều khó khăn, rất là nhiều thử thách, rất là nhiều những cái sóng gió trong cuộc đời, nhưng mà chúng ta dường như là nghĩ rằng đó là mình không thể vượt qua được. Và vì cái lý do đơn giản như thế thôi, thế là chúng ta cũng không vượt qua. Hoặc là một người thân nào đó trong gia đình chúng ta nói với chúng ta rằng mày không làm được đâu. Bạn bè nói với chúng ta rằng đó là mày không làm được đâu, thôi từ bỏ đi. Và thôi từ bỏ đi. Thế là các bạn dần dần lãng quên và từ bỏ những cái mục tiêu như thế ở trong cái cuộc đời của các bạn. Và nó làm cho cái cuộc đời của các bạn nó chả đi tới đâu cả. Đó là những cái thứ mà mình muốn chia sẻ đối với tất cả các bạn, đối với những người em của mình ở trên cái kênh YouTube này. Rất là nhiều người em nhắn tin với mình những cái điều như thế. Và mình nghĩ rằng đó là hoàn toàn mình có thể chỉ cho các bạn những cái kiến thức để các bạn có thể có được một cái hướng đúng hơn. Nhưng mà những cái thứ đấy dường như là không quan trọng bằng cái việc đó là chúng ta có tin là chúng ta làm được hay không mà thôi. Tin thì chúng ta sẽ làm được, mà không tin thì chẳng có điều gì xảy ra trên cái cuộc đời của chúng ta cả. Cho nên mình nghĩ đó là cái việc mà chúng ta mong muốn có một nguồn thu nhập tốt hơn, mong muốn có một gia đình tốt hơn, một cuộc sống hạnh phúc hơn, hoặc là bất kỳ điều gì trên cái cuộc đời này, thì chúng ta luôn luôn sẵn sàng suy nghĩ đó là chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Giống như cái việc đó là cái người em trai của mình, đấy là một người em rất là tuyệt vời, cực kỳ tuyệt vời luôn. Mình chưa bao giờ mà thấy một người mà nó tuyệt vời như thế. Đến cả ngay những cái lúc mà mình cảm thấy mình cái năng lượng của mình làm
xuyên ngày xuyên đêm luôn, xuyên cả tuần luôn, cả xuyên cả tháng luôn, gần như không có ngày nghỉ luôn. Đến cái, những cái lúc mà mình cảm thấy mệt nhất rồi, mình vẫn thấy nó online, vẫn thấy nó đang làm, thì đấy đúng là những cái nguồn năng lượng rất là tích cực để cho chúng ta có thể là bứt phá mạnh mẽ hơn nữa. Thế thì chia sẻ với tất cả các bạn, đó là nếu như mà chúng ta mà muốn thay đổi được những cái thứ gì trong cuộc đời chúng ta, thì cái đầu tiên chúng ta cần phải thay đổi đó là gì ạ? Đó là bạn bè của chúng ta. Thay đổi đi. Nếu mà chúng ta vẫn đang còn hút thuốc lá đúng không? Thì có lẽ là ngày xưa các bạn chưa hút đâu, nhưng mà chẳng qua là do chơi cái thằng đấy nó hút, thế là nó mời mình một điếu. Lần đầu tiên thì chắc các bạn cũng chả hút đâu, hôi đúng không? Hôi bỏ mẹ được đúng không? Nhưng mà lần thứ hai thì các bạn nó mời nhiều lần quá, hoặc là trong cái đám bạn 5 thằng thì tới 4 thằng hút, còn một thằng thì nó bị làm sao đấy, con gái cũng hút đúng không? Đấy, đây là các bạn cũng hút theo luôn đúng không? Hoặc là ngày xưa thì mình, ví dụ như ngày xưa mình, đơn cử như bản thân mình, ngày xưa mình đi học mình cũng cực kỳ ghét là nhậu, nhưng mình ở trong một cái môi trường của mình sáng trưa chiều tối đến cả đêm khuya luôn, một gói mì tôm hoặc là một cái quả xoài thôi cũng có thể kéo nhau ra sân nhậu được, ngày này qua tháng nọ liên tục như thế là mình trở thành bợm nhậu luôn. Thì rõ ràng cái mục đích nhậu ban đầu ấy, mình chưa bao giờ nghĩ là mình đọc vào đó cả. Nhưng mà chẳng may xui xao mình rớt vào cái môi trường như thế, thì cái đầu tiên mà mình cần phải nhắc với tất cả các bạn đó là chúng ta cần phải tránh đi những cái môi trường như thế, loại bỏ những cái người bạn bè như thế, gia nhập vào những cộng đồng tốt hơn, gia nhập vào những cái nhóm bạn tốt hơn, kết nạp những cái thành viên tuyệt vời hơn bên cạnh mình. Thì đấy là cái yếu tố đầu tiên, tiên quyết đầu tiên để các bạn có thể đi được trên cái con đường của các bạn. Và nhiều bạn nói với bản thân mình, một số bạn đó là mong muốn có nguồn thu nhập tốt hơn. Thế thì muốn có nguồn thu nhập tốt hơn, thế thì những cái việc mà đơn giản như hàng ngày, ví dụ như là chạy bộ, ví dụ như là đọc sách, hoặc là mua một kiến thức nào đó ở trên mạng về học, hoặc là học thêm những kỹ năng về sale, học thêm những kỹ năng về marketing, nó chỉ đơn giản như thế thôi. Nó gần như đối với bản thân mình nó cũng chả có gì phức tạp cả. Cái phức tạp nhất đó là cái mà suy nghĩ trong đầu các bạn, đó là liệu làm cái này có được không, liệu làm cái kia được không, liệu người này nói, người ta nhìn vào mình như thế nào, người kia nhìn mình như thế nào, rồi bố mẹ nói như thế nào, rồi chị em nói như thế nào, hàng xóm như thế nào, bạn bè nói như thế nào. Thế là những cái thứ nó linh tinh như thế, nó ảnh hưởng rất là lớn đối với cái quyết định để mà đưa tới các bạn đi tới những cái con đường nó mới mẻ hơn, tuyệt vời hơn. Thế thì cái đầu tiên mà mình khuyên các bạn đó là nên gia nhập vào những cái cộng đồng như thế. Có thể ban đầu nó sẽ rất là khó khăn đối với tất cả các bạn, nhưng mà từ từ dần dần thì những cái yếu tố mà tiêu cực như thế nó sẽ dần bị loại bỏ đi và thay thế vào đó bằng những cái hành động tích cực hơn. Thì khi cái cơ chế nó sẽ xảy ra là như thế này: khi có một cái hành động mới mà nó tốt hơn, thì nó sẽ thay thế hoàn toàn những cái hành động cũ của các bạn. Ví dụ bạn, cái hành động các bạn đó là chạy bộ hàng ngày, cái thói quen chạy bộ của bạn hàng ngày nó quá nhiều, nó lấn áp luôn cả cái thói quen đó là nhậu nhẹt, thì rõ ràng cái việc nhậu nhẹt nó sẽ bị xóa đi dần dần. Và các bạn cứ thử tin tưởng mình, các bạn cứ thử áp dụng theo, thì một cái khoảng thời gian rất là ngắn các bạn sẽ thấy cái kết quả nó rất là rõ rệt, đúng nào? Đó, cái việc mà chúng ta chạy bộ thì nó thực sự ra thì nó không giúp các bạn giàu có hơn được, nhưng mà cái việc mà chúng ta chạy bộ, chúng ta luyện tập thể dục thể thao, hoặc là những cái việc mà chúng ta đọc sách đi, đúng không, thì nó sẽ giúp cho tâm này, thân này và trí này các bạn nó sẽ phát triển đồng đều lên. Thì khi mà chúng ta có toàn bộ những cái gốc rễ mà nó cốt lõi như thế rồi, thì gần như tất cả những cái công việc xung quanh của các bạn nó sẽ dễ dàng hơn, dễ thở hơn rất là nhiều. Nó sẽ là không có một cái tốc độ nào phát triển nó đùng đùng giống như kiểu tiền ảo hay là gì đâu, nó dựng đứng một cọc, một cột mà xanh lè xanh lét như thế đâu. Nhưng mà nó sẽ âm ỉ, nó từ từ. Các bạn cứ thử tin tưởng mình một lần, các bạn cứ thử làm những cái điều mà tích cực, những cái điều mà hướng các bạn tới cái mục tiêu của các bạn, thì dần dần những cái mục tiêu đó nó sẽ bị san phẳng đi. Và khi mà những cái mục tiêu nhỏ đã bị san phẳng đi, thì chúng ta có quyền cho chúng ta những cái mục tiêu nó lớn hơn một tí xíu, lớn hơn một tí xíu và lớn hơn một tí xíu, để tránh cái việc mà ảo tưởng sức mạnh.
Đúng nào, chúng ta chỉ sống một lần trong đời thôi, nhưng mà hãy mơ thật lớn và hành động thật nhỏ. Đó là khi câu mà mình cũng rất là tâm đắc và muốn dành cho tất cả các bạn. Và hôm nay là một ngày chủ nhật, đó là ngày 13 tháng 3. Một ngày cũng rất là tuyệt vời. Một ngày hôm nay là ngày sinh nhật của mình. Và mình cũng đã đặt cho bản thân mình những cái mục tiêu rất là lớn ở trong cái năm 2022 này. Rất là mong đó là cái chặng đường phía trước mình có thể đủ tất cả những nguồn lực để xây dựng nên năm 2022 thật là vững chắc, có một số cái bước tiến nó mạnh mẽ hơn, mở thêm được khoảng nhiều cơ sở hơn nữa, và có thể là giúp đỡ được nhiều bạn hơn. Có thể ở đây đó là mình không thể nào mà giúp đỡ quá nhiều về cái mặt tiền bạc, nhưng về kiến thức, về năng lượng, về ý chí, về cái cách mà truyền động lực thì đó cũng là những cái nguồn vốn cũng rất là mạnh. Không nhất thiết đó là cứ quả phải là cứ giúp về tiền bạc là chúng ta có thể thành công được, đúng không nào? Thì còn rất là nhiều yếu tố khác nữa, mà một trong những cái thứ đó là chúng ta cần phải tin tưởng bản thân mình. Chúng ta cần phải có một ý chí thật là mạnh mẽ, thật là sắt đá. Thì mình sẽ tin chắc chắn các bạn sẽ hoàn thành được những cái mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của các bạn trong năm 2022 này. Đừng quên ấn theo dõi cái kênh YouTube của mình để nhận thêm nhiều video hữu ích hơn, chia sẻ về cuộc sống. Thì các bạn cũng có thể thấy đó là đây là cái kho của mình, đây là một trong những cái kho của mình, nó giờ hiện tại là đã full kín rồi, hàng hóa full kín luôn rồi. Nhưng mà mình nghĩ đó là cái việc mà full kín như thế này nó không thể nào là một cái lý do để mà mình không tiếp tục ra những cái video clip tiếp theo được. Ví dụ như thằng em quay lại cái vấn đề đó, thằng em của mình đó là nó không đủ, gần như là nó rất là thiệt thòi so với những người bình thường nhất. Nhưng mà cái việc mà nó nghĩ nó trở thành người này người kia và nó hành động mỗi tối như thế thì mình nghĩ đấy là một cái điều rất là tuyệt vời. Không có một cái rào cản nào về cái việc ngôn ngữ về nói chuyện, hoặc là không có một cái rào cản về cái vấn đề là luyện tập thể dục thể thao, do không chạy được thì nó vẫn cứ chạy bình thường đấy thôi, đúng không? Nó vẫn cứ chạy bình thường, nhưng mà tốc độ nó không được cao thì từ từ nó sẽ cao lên. Và cũng giống như đơn giản giống như bản thân mình, một không gian nó không phải là quá là đẹp giống như là những bạn xem những kênh khác, đúng không? Đó cũng không có gì là quá là đặc biệt cả, nhưng mà nó không hề là lý do để mình bỏ cuộc. Rồi, video này có lẽ là kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.